Dạ vâng, em Tú chuyên cung cấp phụ kiện PCB đỉnh cao lại xin chào đến toàn thể anh em và các bác đam mê lại quay trở kênh nhé. Ngày hôm nay thì rất là vui được đi test một khẩu FXQK2 cấu hình cao trả hàng anh khách người Điện Biên. Thì anh khách người Điện Biên này có lấy full một combo đầy đủ một khẩu FXQK2, một bơm đồng hồ to lỏng to và một cân đạn chì cho anh em và các bác. Thì full một combo đầy đủ như này, giá mà hiện tại bên shop đang bán ra cho anh em với giá là 7.900.000 các bác nhé. 7.900.000 là em sẽ sở hữu cho mình full một combo như thế này, không cần phải mua thêm bất kỳ phụ kiện hay linh kiện gì các bác nhé. Bên em sẽ lắp ráp rồi test chuẩn chỉ gửi cho anh em qua hình thức đó là gửi xe. Về hình thức gửi xe này thì anh em sẽ phải hỗ trợ thêm tiền cước xe, tiền phí vận chuyển. Miền Bắc thì từ 3 đến 400.000, còn miền Nam thì từ 5 đến 700.000 tùy theo khu vực. Bên em sẽ lắp ráp rồi test chuẩn chỉ gửi cho anh em. Đấy, nên anh em nào mà có nhu cầu muốn chơi thì cứ liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại em để trên biển đây. Đấy. Bên em thì vẫn cung cấp tất cả những mặt hàng liên quan đến dòng súng hơi nén khí cho anh em chơi, từ Condo cho tới FX để phục vụ cho anh em và các bác. Anh em nào mà có nhu cầu muốn chơi thì cứ ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo lên để theo dõi những video em đăng tải trên kênh mỗi ngày nhé. Và ngày hôm nay thì sẽ đi test khẩu FXQK2 này trả hàng khách người Điện Biên. Thì ở đây em sẽ lắp lăng kính vào và sẽ làm một cái video test thực tế cho anh em bác cùng xem. Thì anh khách này có yêu cầu test cự ly đó là 55 và 60m. Thì em sẽ test cự ly cứ 55 60m chuẩn tâm cho anh khách này chơi nhá. Đấy. Về cấu hình của cây này thì em sẽ báo ở cuối video nhá. Anh em sẽ đi vào xem video test trước, xong rồi em sẽ báo chi tiết cho anh em về cấu hình của khẩu FXQK2 này cho anh em bác cùng tham khảo nhá. Đấy, anh em cùng đón xem và đi vào video test của bên em nhá. Ok nhá, xin chào anh em nhá. Thì ở đây sẽ test khẩu FXQK2 trả hàng cho anh khách người Điện Biên đây. Đấy. Thì ở cây này anh khách lắp cành đó là 15 inch nhá. Thì cành 15 inch thì nó sẽ dài vào 37 cm. Thì ở đây tâm kính còn kính ngắm Beta TMD này. Anh em nào mà chưa rõ tâm kính thì có thể là xem tâm kính thực tế ở đây. Con này kính Beta chống rung, chống giật, chống nhiệt tâm nhá. Tâm số, tâm hóa kính. Đấy, và có dấu chấm ở giữa cho anh em chơi đây. Đấy, con này thì chơi cực kỳ là phê rồi. Bao phê, bao chuẩn chỉ cho anh em về đối với dòng kính này. Đấy. Thì băng đạn đang hết thì anh em đợi chút em vào cái băng đạn, xong rồi em sẽ làm video test thực tế cho anh em bác xem. Anh em chiêm ngưỡng qua cái tâm kính trước nhá. Đấy. Đấy, đi săn mà anh em gì này, thấy chưa? Ok chưa? Con mồi mà ấy thì quá ok luôn không nhá. Thời tiết hiện tại nó đang âm u nên là ánh sáng nó chưa được đủ lắm. Nếu mà ánh sáng nó không ok thì anh em có thể bật HD lên xem nhá. Đấy, em thấy ok chưa? Tâm kính cực kỳ là sắc nét và trong cho anh em. Đấy. Con Beta này thì khỏi nói về độ sắc nét và trong rồi. Và chống rung chống giật của nó thì quá là ok luôn các bác nhá. Đây em sẽ đi vào test thực tế nhá. Thì vẫn là cái điểm test quen thuộc của bên shop thôi. Đây. Đấy, 55m nhá. Thì em sẽ test cái điểm này chuẩn tâm. Luôn luôn là em sẽ bình thường em sẽ lấy zero cho anh em cự ly này 55m này. Đấy. Và anh em chơi thì ở đây em cứ bắn một điểm lấy tâm trước, xong rồi vừa test vừa chỉnh cho anh em này. Một viên này. Đấy, thấy chưa? Em làm luôn cái điểm đấy nhá. Xem đi đâu rồi. Hai viên này, ok chuẩn chỉ các bác nhá. Đấy, khách người Điện Biên vào nhận hàng này. Ba viên này. Bốn viên này, ok chưa? Năm viên, ok chưa? Đấy, khách người Điện Biên vào nhận hàng này. Sáu viên này, đấy. Số ống mà test chuẩn chỉ ok thì về anh em chỉ cần là đi săn ấy, thì chỉ cần giữ im tay, nín thở bóp cò là ok thôi. Đấy. Bảy viên này. Thì đây là kẹo là em đang test kẹo lờ chì, kẹo lấm chì 5.5 các bác nhá. 6 viên này, hay 7 viên gì, 8 viên gì vậy. 9 viên này. 10 viên này. 11 viên này. Hết một băng nhá. Anh em đợi em chút em vào thêm một băng nữa, xong rồi em sẽ test cho anh em thêm. Đấy. Thêm một băng nữa là test hai băng đi cho ok nhá. Đấy. Xem cái cây súng có ok và chuẩn chỉ không. Đấy, xong rồi sẽ tháo ra giới thiệu cho anh em về cấu hình của con FX này.
Thì cây này thì anh khách này là tiện cành là có 15 minh thôi thì nó sẽ ngắn. Còn anh em nào mà muốn cành nó dài ấy, thì có thể để nguyên cành bản đủ dài 20 inch. Cành 20 inch của nó sẽ là dài 50 cm cơ. Đó anh em có thể đem cự ly xa. Và cái cành này thì có thể chơi được hai dòng kẹo nhá, là lấm chì và sà lung. Thì anh em có thể là chơi cả lấm chì và sà lung đều được. Đấy, đây em sẽ bắn tiếp tục và bằng một băng nữa cho anh em và bác xem này. Thì em sẽ bắn một điểm mới đi. Một viên này, đấy, lỗ nhỏ xíu nhá. Này, đúng màu viên kẹo này. Giữ im tay nín thở bóc cò nhá, để mà bắn đạn trồng đạn luôn cho anh em xem này. Ok chưa? Đấy, hơi lẹn sang một tí rồi nhá, nhưng mà nó vẫn ở khuôn ở cái mép cái đạn cũ cơ nhá. Để con chim thì lựa mồi luôn các bác nhà này. Thấy chưa? Ok chưa anh em? Đấy. Ok chưa? Ok chưa? Để bắn liên tục xong rồi tháo ra giới thiệu cấu hình nhá. Ok chưa? Ok chưa anh em? Này. Vẫn đấy nhá. Vẫn cứ đấy rồi. Đấy. Ok chưa? Hết băng nhá. Này. Hết băng. Đây. Cấu hình của khẩu FXQK2 mà anh khách người Điện Biên yêu cầu shop lắp ráp đây. Đấy. Thì em sẽ tháo điện thoại ra. Đây. Đây. Khẩu FXQK2 cực kỳ đẹp của anh khách người Điện Biên này nhá. Đấy, em sẽ lắp điện thoại lăng kính này và quay video cho anh em và bác xem về cấu hình của khẩu FXQK2 này. Đây. Một khẩu FXQK2 cấu hình cao. Giá là 7.900.000 trả hàng cho khách người Điện Biên. Thì cấu hình ở đây thì hiện tại em đang lắp cho anh khách đó là về phần quy thì sẽ là quy FXQK2 hàng quy Sài Gòn, báng gấp rút chữ A. Đấy, báng này thì anh em có thể rút ra, rút vào điều chỉnh theo bờ vai của mình này. Đấy, thấy chưa? Đấy, tùy điều chỉnh theo bờ vai của mình và gấp vào. Đấy, cực kỳ ngắn gọn. Van cờ đi kết bản chuẩn công ty, khớp dép 1000. Van này thì đã qua xử lý và làm lại của bên shop nhá, chơi cực kỳ là ok luôn. Này. Hơi thì em vừa bơm là hơn 200 kg, hơn 21, 22 gì đấy. Bắn hai băng là 22 viên thì vẫn còn 200 kg này. Thì mà để mà bắn anh em bắn có thể là được 3 băng nữa thì nó sẽ có rơi khoảng là 50, hơn 50 viên các bác nhá. Đấy, cứ bơm khoảng 201 thì em sẽ bơm bắn được khoảng là 5 băng này. Một băng này nó sẽ là 11 viên. Thì anh em sẽ bắn được khoảng là 50 viên gì đấy nhá. Đấy. Bình thì là bình carbon Paradox bình đẹp 0.42. Giảm âm Gemtech ôm cành. Cành XM8 nhá. Cành XM8 zin bản đủ của nó sẽ là 20 inch. Thì khách này yêu cầu tiện đó là 15 inch thì sẽ bằng đầu bình đây. Đấy, dài từ đây đến đầu bình này. Tháo giảm thanh ra đút cốp xe được nhá. Kính ngắm beta TMD tâm số hàng chống rung chống giật chống nhảy tâm hại số trong kính. Anh em vừa xem tâm ấy, tâm cực kỳ là ok và sắc nét luôn. Đấy, một cây hoàn thiện như thế này là 7.900.000, full một combo đầy đủ như thế này. Em mua hàng thì liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại kia để mua bán. Còn cây này sẽ trả hàng cho anh khách người Điện Biên nhé. Thì anh em nào mà yêu quý hoặc là thích cây như thế này thì cứ liên hệ cho em qua số điện thoại kia cũng nhé. Đấy, bên em sẽ lắp ráp và gửi xe cho anh em. Anh em nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán tiền cũng nhé. Thì video ngắn ngày hôm nay thì em cũng xin phép anh em và bác kết thúc đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nhé.